Theo thông tin từ lãnh đạo địa phương xã Bản Vược, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, vụ việc xảy ra vào 6 giờ ngày 5 tháng 6 khi chị Lý Thị Ngờ, sinh năm 1994 và bé trai tên là Lý Hoài N, sinh năm 2022, ngủ tại lán trông coi ao cá thuộc địa phận thôn 1 thì bất ngờ lũ ống ập đến cuốn trôi mất tích. Ngay sau khi sự việc xảy ra, thôn đã thông báo đến chính quyền xã và lực lượng công an để triển khai tìm kiếm người bị lũ cuốn trôi mất tích. Theo lời kể của người dân địa phương, lán trông coi ao cá của chị Ngờ dựng tạm nằm ở vị trí gần cuối khe núi. Phía trên có một số ao nuôi cá nữa. Do mưa lớn ở thượng nguồn, nước đổ về nhiều làm vỡ các ao nuôi cá, tạo thành lũ ống tràn xuống khu vực thấp, gây thiệt hại nhiều tài sản của nhân dân.